Kính thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa thôi, đêm gala của công ty Stromedy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Xin kính mời các vị khách quý cùng toàn thể nhân viên công ty chúng ta ổn định chỗ ngồi để bữa tiệc kết thúc năm 2022 chính thức được bắt đầu. Xin kính mời. Xin hân hoan chào đón quý vị khách quý cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty Stromedy đã có mặt tại bữa tiệc gala cuối năm ngày hôm nay. Lời đầu tiên, MC Ngọc Diệu xin phép được gửi tới ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên và các vị khách mời của chúng ta lời chúc, lời chào thân thương nhất. Kính thưa quý vị, vậy là một năm mới đã qua đi, một năm đã chứng kiến biết bao nhiêu biến động, vui có, buồn có, thăng có, trầm có. Và tự chung lại, ngày hôm nay chúng ta ở đây, chúng ta cùng ngồi lại ôn lại với nhau những kỷ niệm, những kinh nghiệm và những ý tưởng cho năm mới. Bữa tiệc cuối năm hôm nay của chúng ta còn là dịp để chúng ta tri ân đến ban lãnh đạo công ty, những vị thuyền trưởng tài ba đã đưa công ty, đã đưa con thuyền Stromedy ra đến biển lớn. Và không thể quên được những vị khách hàng thân thiết đã đóng góp đồng hành cùng với sự thành công của Stromedy. Và chúng tôi xin tri ân đội ngũ nhân viên công ty đã đồng hành cống hiến không ngừng cho sự phát triển của Stromedy ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước thềm năm mới, MC Ngọc Diệu xin gửi lời chúc đến công ty Stromedy một năm mới thành công hơn nữa, rực rỡ hơn nữa, phát tài hơn nữa. Và chúng ta sẽ cùng đoàn kết, gắn bó với nhau đi trên con đường này. Kính thưa quý vị, bữa tiệc tân niên ngày hôm nay sẽ không thể nào thiếu được sự hiện diện của ban lãnh đạo công ty. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Đào Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Stromedy. Ông Đào Bá Thiết, Tổng Giám đốc công ty Stromedy. Xin quý vị cho chúng ta một tràng pháo tay ạ. Tiếp sau đây có lẽ là phần mà chúng ta đang mong chờ nhất, đó chính là phần khai tiệc. Tôi xin kính mời ban lãnh đạo công ty cùng bước lên sân khấu, khui sâm banh, thực hiện lễ khai tiệc. Xin kính mời. Vâng, và ly rượu quý vị khách mời ở đây đã đầy chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng đứng lên để nâng ly rượu này cùng chúng tôi khai tiệc ạ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng hô thật to 1, 2, 3, rô 2 lần. Và tôi sẽ, ở lần cuối tôi sẽ nói là chúc mừng quý vị nhé. Vâng, tôi xin bắt đầu ạ. 1, 2, 3, rô 2, 3, rô 2, 3, chúc mừng. Vâng, tôi xin cảm ơn. Mời quý vị cùng dùng bữa, chương trình của chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút. Kính thưa toàn thể quý vị, những ngày cuối cùng của năm cũ cũng đã dần trôi qua. Bữa tiệc tất niên ngày hôm nay chính là nút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chỉ còn ít phút nữa thôi là chúng ta sẽ cùng tạm chia xa nhau, tạm gác lại công việc để cùng về với gia đình, về với quê hương. Trước thời khắc chia tay, cho phép MC và ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến quý vị đã có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Chúc cho công ty Stromedy ngày càng thăng tiến, phát triển. Một lần nữa, xin chúc mừng năm mới đại gia đình Stromedy. Và trước khi ra về, xin mời toàn thể quý vị, khách mời có mặt tại sự kiện ngày hôm nay, chúng ta cùng bước lên sân khấu để ghi lại khoảnh khắc ấm áp này bằng một bức ảnh. Xin cảm ơn và xin kính mời quý vị.